Dạ rồi, ok, xin chào cô chú anh chị nha. Chào mừng cô chú anh chị đến với cái video tiếp theo của em nha. Hôm nay em xin cập nhật cho cô chú anh chị những cái dòng cá cho cô chú anh chị chơi Tết ha. Thì hiện tại em đang có mặt ở tại 86/40 Trịnh Đình Trọng nha cô chú anh chị. Ở Tân Phú nha. Hôm bữa mình có để cái địa chỉ nó hơi lộn á. Thì hôm nay mình xin để lại cái địa chỉ nó đúng chút xíu, thì cô chú anh chị có muốn tham khảo những cái dòng nào mà mình chơi Tết thì cứ theo dõi xem hết cái video này để mình chọn được cái em cá mình chơi cô chú anh chị ha. Bây giờ mình sẽ vào xem là anh Đạt ảnh đã có những cái dòng cá gì hiện tại nha. Thì cái lô kinh sọt hôm bữa anh có nói với mình đó, hình như là anh cũng đã về rồi á cô chú anh chị. Thì mình vô mình coi thử cái lúa nó có đẹp, có hữu nghị để cho cô chú anh chị chơi hay không ha. Thì khung cảnh thì vẫn bình thường của chú anh chị ha. Cá vẫn đẹp, cá vẫn đông. Đấy, bên mé tay trái thì cũng có một bầy ngân albino. Size này thì cũng size 30 ba mấy gì đó cô chú anh chị, mình cũng quên ha. Nhưng mà tầm đó ha. Thì theo như mình để ý á, là cái hồ này nó cũng đã bớt rồi cô chú anh chị. Đó, hôm bữa là nhiều lắm nha, hôm bữa đông lắm nha. Lội là hầu như là không có chỗ quay đầu luôn, nhưng mà mình thấy là cũng trống rồi ha. Anh cũng nói là cái video được rồi á, thì cũng có nhiều anh em tới chia sẻ chơi lắm đó, rất là nhiều anh em nên là cá trống bớt rất là nhiều. Hồ phơm đợt trước mình quay á, thì nó cũng trống rất là nhiều ha, hầu như là hết luôn. Anh Đạt ơi, nói chuyện với cô chú anh chị xíu. Anh Đạt ơi, rồi mình kêu anh Đạt ra rồi mình sẽ cập nhật cái lúa để cho cô chú anh chị biết. Trong đây có hàm cá mập đủ thứ cho cô chú anh chị, nói chung là mắt đen nha, albino hàm cá mập chuẩn chỉ, nhưng mà mắt đen chứ không phải là mắt đỏ của chú anh chị nha. Đây hình như cái con này là con hồng két cái gì cô chú anh chị phải không, quá trời nó to luôn á. Chú anh chị mà đi lại đây xem con cá này phải nói nó to như con cá điêu hồng, nó có cái gù đầu ở trên là cô chú anh chị biết cỡ nào ha. Rồi mình sẽ vô đây mình quay cho cô chú anh chị xem. Thì đây là cái lô huyết nhí kinh sọt anh Đạt ảnh nhập từ Indonesia về cô chú anh chị ha. Đó, nói chung là cá chuẩn chỉ rất là đẹp cô chú anh chị, body ngắn cực kỳ luôn, gù là cao cao luôn. Thì anh Đạt nói là ở trên đây là cái những bé huyết nó cao hơn, phẩm chất nó cao hơn thì anh để trên này nha. Ok, xin chào anh. Nay em lên đây em cập nhật cho cô chú anh chị xem những cái dòng cá bên mình có hiện tại anh Đạt ha. Cô chú anh chị nào thích á thì mình sẽ lên tới gặp anh Đạt để mình lấy về chơi cô chú anh chị ha. Anh đang dọn dẹp. Rồi cho em gắn cái mít đi. Anh em mình tâm sự ha. Rồi anh, giờ mình đi ra đây cái hồ này đi. Anh bắt đầu từ cái hồ này đi. Cái hồ này hiện tại thì lúa anh để cái lúa làm sao anh Đạt? Thì bài này cũng giống như đợt trước thôi, lúa đây mấy con ngân này là sai tầm 30-35. Thì lúa là trung bình là 1.2. 1.2. 1.2 là lẻ, còn nếu mà anh em nào mà lấy sỉ ra làm thì 9.50. Rồi. Thì nếu mà cô chú anh chị lấy sỉ á thì sẽ có cái lúa là 9.5 của chú anh chị ha. Trên 5 con là sỉ được rồi. Trên 5 con là sỉ rồi cô chú anh chị nha. Size rất là to nha, ba mấy hết trơn rồi. Size này cô chú anh chị chơi thoải mái, yên tâm, không có gì sợ hết trơn cô chú anh chị nha. Đó, thì cô chú anh chị cũng đã biết cái lúa của cái hồ này rồi ha. Bây giờ vô đây mình sẽ cập nhật cái hồ này đi. Cái hồ dưới đây, từ dưới lên đi ha. Đó, thì đây là cái lô huyết anh Đạt ảnh về nè. Đó. Thì cái hồ này á là cái hồ số 21. Cái này là mấy con sọt. Thì cái này là mình thấy là nó sọt hết trơn cô chú anh chị, body rất là ngắn nha. Cô chú anh chị cảm thấy thích á thì cứ tới đây xem trực tiếp để mình lựa nha cô chú anh chị. Chứ em quay qua cái màn hình của em á thì nói chung ra nó không có giống cái thực tế ở ngoài đâu. Ở đây mình thấy ảnh có để cái lúa là 16 chấm nè. Cái này là một bé là 16 chấm phải không anh Đạt? Đúng rồi anh, đúng rồi. Thì bên này là đang có một cái chương trình là sale Tết.
Tức là đó ở đây tùy theo loại cá, mà ví dụ như nếu mà khách mà có lấy hàng ở bên này á, dạ, thì sẽ có một cái phong bao lì xì cho khách. À, thì trong cái phong bao lì xì đó nó sẽ, cái này nó giống như là một cái chương trình, dạ, quà tặng tri ân khách hàng thôi. Dạ, okay. Là phong bao lì xì ví dụ như tùy theo loại, ví dụ còn như mấy con sọt này á thì nó sẽ được một phong bao lì xì từ mà cao nhất là 1.5. À, cao nhất là sẽ được 1.5. Nói chung á thì sẽ có lì xì cho cô chú anh chị là từ 1.5 nha. Bao lì xì đó mình thấy nó là nó sẽ dao động, đó là trong cái gói lì xì đó nó sẽ có là rất là nhiều mệnh giá. À, thì sẽ rút thăm, rút rồi, khách, okay, mua khách sẽ được rút rồi, thì trong đó là cao nhất là sẽ được 1.5 rồi, hoặc là rồi được tặng kèm một dòng trái gì đó, ví dụ như nó sẽ là tặng kèm như là 4 số này. À, hay là huyết nhí rồi, hay là ngon ngay pino hay là sau đó rồi. Thì túi trung bình là về nó sẽ có thêm những cái phong bê lì xì là chỉ có là 5 sợi, 7 sợi, 1 củ hoặc là một cao nhất là 1.5. Dạ rồi, đó. Ok, thì cô chú anh chị cũng đã nghe anh Đạt nói rồi ha, có bao lì xì cho cô chú anh chị, nhưng đó, mà tức là tùy theo cái duyên của cô chú anh chị, nó sẽ tùy theo loại hàng. Ví dụ như còn hàng đuôi kèn như này thì cao nhất là chỉ có 7 sợi thôi. À, nhưng mà ví dụ như những cái con sọt ở dưới đây là hàng VIP thì nó sẽ là cao nhất là 1.5. Dạ rồi, ok, rồi. Thì cô chú anh còn chị bao thì lúc nào cũng có. À, cô chú anh chị cũng đã nghe rồi ha, thì cô chú anh chị muốn biết rõ hơn, muốn tìm cá thì cô chú anh chị cứ tới gặp anh Đạt, mình sẽ hiểu rõ hơn cái vấn đề đó của chú anh chị ha. Còn hàng bối thì cao nhất là 5 sợi, bối thì 5 sợi, còn huyết sọt, huyết super sọt, kinh sọt thì là hàng phân khúc cao cấp, thì bên em sẽ lì xì cho khách. Khi mà khách lấy những cái con hàng này, cái mệnh giá nó sẽ cao hơn. Dạ rồi, ok, thì còn hàng huyết đuôi kèn thì sẽ dao động cao nhất là cỡ 7 xì. Rồi, thì cái thể lệ của cái phần lì xì Tết thì cũng đã có cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị tới đây dù mặt hàng nào, cá nào thì cũng có bao lì xì cho cô chú anh chị hết. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hồ này ha. Thì cái hồ này có hai em huyết nè. Bên mé tay trái là 11 chấm của chú anh chị nha, 11 củ nha. Đó, có bao lì xì hết nha. Cái đó mình tùy theo cái duyên của cô chú anh chị là cái bao lì xì nó tầm được bao nhiêu thôi. Đó, còn em má bên tay phải là 7 chấm nha, 7 củ nha của chú anh chị. Càng dài nè. Thì cái video trước có nhiều cô chú anh chị mình có nhiều anh em vô anh em bình luận là cá nó không có được đẹp, thì cái đó cũng tùy theo cô chú anh chị thôi. À, mỗi người mỗi ý, khác nhau, không có ai giống nhau hết. Tại sao người Cà Mau mà đi lấy cá ở Sài Gòn, người Sài Gòn lấy cá Cà Mau thì nó tự cho đó cô chú anh chị ha. Thì theo mọi người thôi, không có quy chung được. Thì ở trên đây là mấy con super king sọt nè cô chú anh chị. Phải nói cái body nó rất là ngắn nha. Đó, phẩm chất rất là cao. Thì mấy em huyết này cái size của mấy em nói thì tầm khoảng bao nhiêu anh Đạt? Mấy con này thì size nó sẽ tầm cỡ 18, 17, 18. À, 17, 18 ha. Có những con nhỏ thì size nó sẽ cỡ là 13, yeah, 12, 13. Đó. Thì em hôm nay cái video này nó hơi dài, em sẽ quay lâu lâu xíu để cho cô chú anh chị tham khảo nha. Thì theo như cái thể lệ trong cái video của em trước giờ, nếu mà cô chú anh chị muốn chốt hồ hay là cá gì đó, thì cô chú anh chị cứ bấm dừng màn hình lại ngay chân cái hồ đó, cá đó, hồ đó thì mình chụp màn hình lại gửi nha, cứ gửi cho anh Đạt ha. Thì hồ trên là hồ số 15 nè, đó 19 củ một bé cô chú anh chị nha, 19 củ ha, đó, có bao lì xì cho cô chú anh chị luôn. Thì cái hồ số 15 trên này là những cái dòng huyết cao cấp cô chú anh chị nha, chuẩn chỉ nha. Không biết cô chú anh chị sao chứ mình thì mình đi không nổi luôn á. Rồi, mình lướt nhanh xíu nha để làm mất thời gian của cô chú anh chị. Thì ở dưới đây cũng có ba em huyết nữa. Đó. Thì ở đây là anh Đạt ảnh tiễn từng bé ở Indo về cô chú anh chị ha, một bầy 400-500 bé mà ảnh chỉ tiễn được có 50-55 bé thôi. Thì cô chú anh chị biết là cái tiêu chuẩn của ảnh rất là cao. Ảnh muốn để cho cô chú anh chị những cái bé cá đẹp thôi. Em ở bên mấy tay trái nè, mình quay ở tay trái đi qua ha. Đấy,
Thì cái hồ này á, là cái hồ số 20 của chú anh chị ha. Hồ số 20 nha. Đó, thì ở đây ảnh có để cái lúa là 16 củ một bé nha cô chú anh chị. Có bao lì xì nha. 16 củ một bé nha. Body rất là ngắn của chú anh chị ha, ba đuôi to, mình thấy bé nào cũng cũng vậy ha. Rồi, tiếp tục. Cái em này thì mình cũng nói chung là bây giờ mình sẽ cập nhật lại hết của chú anh chị. Có những cái dòng nào để cho cô chú anh chị tham khảo nha. Ở đây có cái bé này nó size tầm khoảng bao nhiêu vậy anh Đạt ơi? Dạ em nghe anh. Cái bé này con này là gọi là sọt emo. Là anh thấy cái bảng nó dày rồi cũng không có cái bảng này mỏ lắm. Cái bảng này nó siêu dày. Ôi cô chú anh chị thấy cái lưng của nó nè. Trời ơi, nó có cái ngón ngay chỗ cái đầu nó lên nó xuống luôn đó. Dày ghê lắm, sung lắm rồi. Đó, sung rồi. Sung lắm. Quá trời sung luôn cô chú anh chị. Sung ghê. À, cái lưng của nó cô chú anh chị thấy nè. Nó dày ra lắm nha. Rồi là sọt sọt emo là tiếng là tên Indo á, sọt emo. Nó là siêu sumo, rồi là sọt ngắn mà khủng lắm. Con này size cỡ 45. Thì mình nghĩ size nó cũng tầm 45 48 ha. Chuẩn hết luôn á. 45 48. Sung ghê lắm. Nói chung ra là mấy cái em sọt ngắn ngắn này á thì cô chú anh chị nhìn thích liền đó, yêu liền chứ không nói gì. Thì bé này là 35 củ của chú anh chị nha. Đó, 35 củ ha. Cô chú anh chị nào thấy hợp tình, hợp lý, hợp lúa, hợp phong bì thì mình cứ tới đây nha cô chú anh chị nha. Ở 86-40 Trịnh Đình Trọng cô chú anh chị nha. Rồi, tiếp tục. Ở đây là hồ số 14. Hồ số 14 này anh Đạt anh nói là hai con này phải nói là siêu phẩm luôn. Thì cô chú anh chị thấy nhìn cái chất cá của chú anh chị biết nè. Hai cá nó hơi chối của chú anh chị thông cảm nha. À, cái lưng của nó, cái gù của nó rất là cao nha, nó gãy rất là cao nha. Đó. Thì hai bé này cũng size tầm 10 mét anh Đạt. Hai con này cỡ 16-17 á. 16-17 nha. Tính rầu luôn. Đó, mình quay cận cận cảnh lại cho cô chú chị xem. Tính từ râu tới đuôi đó là size tầm 16-17 của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy cái hai con này là siêu gãy. Cái bản của em nó là biết cái phẩm chất nó cao cỡ nào của chú anh chị nha. Đó. Hai con này là đẹp nhất của cái đợt mới về này. À, cái bầy mà 55 bé là hai bé này là đỉnh nhất ra anh ạ. Hai râu thẳng đều của chú anh chị nha. Ai gâu thẳng đều chỉ thiên nha, chứ không phải chỉ địa đâu nha. Đó, dẫn cao lên luôn. Quá trời đẹp luôn. Rồi thì ở đây anh Đạt có để cái lúa là 22 củ của anh chị nha. 22 chấm nha. Là vẫn áp dụng lì xì bình thường nha. Dạ. Nói con này là vẫn áp dụng lì xì bình thường. Nói chung là những cái dòng cá bên anh Đạt hiện tại là có bao lì xì cho cô chú anh chị bình thường nha. Cái đó thì nó còn tùy theo. Cái đó cô chú anh chị cứ tới gặp anh Đạt mình trao đổi để biết rõ hơn cô chú anh chị nha. Đó thì mình hiểu nôm na là những cái em huyết sọt này á là cái bao lì xì của cô chú anh chị nhận được nó sẽ cao. Nó sẽ thì cao hơn. Phân khúc càng cao thì lì xì sẽ càng nhiều. Đó, cô chú anh chị nghe rõ rồi ha. Đó, mình không có lăn tăn về cái vụ bao lì xì nữa nha. Thì bé nào cũng có thôi, không phải là thấp cao gì, thấp không có mà cao mới có. Nói chung ra là bé nào cũng có nha. Rồi 22 củ cho một cái một bé huyết trọt kiểu này của chú anh chị nha. Rồi giờ mình xuống tiếp tục cái hồ số 19 nha. Đây, hồ số 19 này thì có cũng có ba bé huyết trọt luôn. Nói chung là mấy bé dưới này á, thì anh Đạt nói là nó cũng sọt ngắn lắm, nhưng mà có một cái là cái phẩm chất nó không có cao như là mấy cái con ở trên kia. Thì cái lúa nó sẽ mềm hơn, cô chú anh chị nhìn cái lúa của chú anh chị cũng đã biết rồi. Ảnh về cũng mới đây thôi, nhưng mà mình thấy bé nào cũng sung hết cô chú anh chị nha, không có nhát đâu nha. Sung lắm. Mấy con này là thuần ăn được rồi, đang ăn cái lóc con. À vậy hả? Ăn được rồi nên là sung. Ở đây anh cho ăn mồi, thường là anh cho ăn mồi gì anh Đạt? Mấy con này thì bây giờ chưa ăn sâu với dế hay gì được đâu, chỉ có ăn được cái lóc con thôi. À, thì nói chung ra mấy em này thì cũng size tầm 16-17 anh Đạt ha. Đúng rồi, thì size trung bình là nó cỡ 16 á. Dạ. Còn có mấy con nhỏ nhỏ thì 12. Dạ. Nhưng con bên này nhỏ thì cỡ 12-13 thôi. Thì em này là size 12-13 này của chú anh chị. Con này cũng ngắn ghê lắm.
râu dài. Mình thấy là nói chung sọt á, cái dòng sọt anh Đạt anh lựa rồi thì cô chú anh chị cũng đã thấy rồi, rất là ngắn đó. Còn cái vấn đề mà cô chú anh chị nuôi lớn lên thì cái đó nó còn phải theo chế độ của cô chú anh chị, hiểu rõ biết chăm sóc cá nó ra sao nữa cô chú anh chị nha. Hiện tại thì cô chú anh chị thấy cái bé cá nó kiểu này nhưng mà về cô chú anh chị chăm sóc không có theo đúng cái con cá, cái nhu cầu của con cá đó thì nó sẽ bể phơm, sau đó thì cái chuyện đó là chuyện của cô chú anh chị nha. Chứ cũng không có ai mà bảo đảm cho cô chú anh chị nuôi tới lớn lên là mà nó còn giữ được cái phơm ngắn đòn lại của chú anh chị nha. Rồi thì hồ số 19 này có 3 bé thì 16 củ một bé của chú anh chị nha. Đây 16 củ ha, 16 chấm nha của chú anh chị. Cứ sọt nha. Rồi mình lên tiếp cái hồ số 16 này của chú anh chị. Vậy thì nó cũng là sọt nhưng mà nó là sọt size lớn rồi. À, thì kinh. Thì size này tầm khoảng bao nhiêu anh Đạt? Con này cỡ size 22. Thì cái hồ số 16 này thì size 20-22 hả là cái nha. Mấy con này được cái là râu siêu dài thôi. Con bên này là râu rất là dài. Con bên này là đuôi càng khủng. Con này siêu này đây là sọt siêu càng. Anh thấy cái con này nó có cũng như cái con này là sọt luôn với anh Đạt nha. Đúng rồi, nó là sọt siêu đuôi càng. Còn hai con bên này là king siêu râu. Rất là ngắn nè. Râu hai con bên kia dài ghê lắm. À cô chú anh chị thấy ba đuôi to nè, cô chú anh chị thấy không? Cái đuôi nó to tới mà nó dịch luôn, nó không thể nào mà nó bung ra hết được luôn. Cô chú anh chị xem nè. Đó, nó bự tới cỡ đó luôn. Nó, bây giờ là nó như là nó bự quá mà nó không có xè ra được hết ba cái đuôi của nó luôn đó, cô chú anh chị biết rồi. Con này nó mà căng lên á là đuôi to ghê lắm. Tại vì nó chưa căng á. Hỏi vậy. Có mồi vô nó căng ghê lắm. Thì hồ này là số 16 nha cô chú anh chị, 23 củ một bé nha. Còn bên này là siêu, hai con bên này là siêu râu, nhìn cái râu khủng. Thì cô chú anh chị xem cái lúa cho nó kỹ nha, 23 củ một bé chứ không phải là 3 bé 23 củ nha cô chú anh chị. À, có nhiều cô chú anh chị điện hỏi em chung một hồ vậy là cái lúa đó hay sao, là không phải nha. À, một bé 23 củ nha, tại vì cái huyết này thì anh nói là phẩm chất nó cao cho nên là cái lúa nó như vậy cô chú anh chị nha. Gao thì dạ, không dám nói gao nhưng mà hàng này nó hiếm. Dạ. Nó lạ, độc lạ. Thì theo như cô chú anh chị chơi thì cô chú anh chị sẽ biết nha. Chứ mình thì mình cũng không biết cá nhiều. Rồi thì tiếp tục tới cái hồ số 13 trên này của chú anh chị. Đó, những cái hồ trên này thì phải nói là bé nào cũng đẹp hết cô chú anh chị ơi. Cái bé này phải chi. Cái con này nó gãy như là pha phu lông vậy. Cái gù nó có cái ngấn xuống luôn á, rẽ ngấn rặt luôn. Trời ơi, cái bé này nó gãy, mình nhìn mình tưởng đâu là pha phu lông không á cô chú anh chị. Cái đầu của nó gãy mà nó gãy khất cao cái gù lên nữa. Ồ bé này đẹp quá, nó ngắn đòn dữ lắm luôn. Rồi thì ba bé hồ số 13 này á thì anh có để số là 19 củ một bé cô chú anh chị nha. Đó, 19 củ một bé ha, có bao lì xì hết nha. Những cái dòng cao trên này á, những cái dòng lúa mà cao trên này là có bao lì xì cao cho cô chú anh chị nha, từ 1 củ 5 nha cô chú anh chị. Đó. Thôi. Toàn là siêu phẩm không mà cô chú anh chị ơi, những cái bé này cô chú anh chị về chăm mà theo chế độ đâu đó đàng hoàng bảo đảm lớn lên là siêu đẹp luôn. Rồi ok thì mình qua cái hồ ngoài này đi, mình đi vô tiếp tục ha. Thì ở đây cũng có đã có lúa rồi thì mình sẽ cập nhật cho cô chú anh chị xem ha, cái nào mình không biết thì mình sẽ hỏi Đạt nha. Rồi ở đây là cái này là bối hay là full anh Đạt? Cái này là hai con này là bối đầu vàng, con bên trái là full, nói chung là full nhưng mà con bên trái là nó bị tuột rồi. À, nó tuột nhẹ rồi. Tuột hả? Con bên trái thì rỉ, con bên này thì em chưa có cập nhật. Thì con này á là 3.7. À, con này là 3.7. Con này là full tuột. Dạ, full tuột ha. Còn mấy con bên này là 4.5 hết. À, còn toàn bộ dàn full là 4.5 hết. Có hai con này là 4 số 9 nè. À, thì hai con này là 2.9. Dạ. Còn mấy con full như vậy là 4.5 hết. Thì bé bên đây là 4.5 nè cô chú anh chị. Thì size nó tầm khoảng nhiêu anh Đạt? Con này có 30, 29-30. Size 29-30 ha. Đo một gang vô là thấy, đo một gang vô vô ràng hút. Tính râu luôn là có 29-30. 29-30 thì 4.5 nha cô chú anh chị ha.
thì những cái bé cá kiểu này là 400 năm hết nè. Lúc nữa mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem, tại vì cái video trước á, nhiều cô chú anh chị á để ý những cái dòng bối bốn số này nhiều lắm nha. Cô chú anh chị điện hỏi mình rất là nhiều. Anh quay đầu với lưng. Rồi em sẽ quay ở trên cái lưng cho cô chú anh chị xem nè. Hầu như là nó đặc hết mà. Nó lên là tầm hết 95 cho tới 98% luôn cô chú anh chị. Nói thật luôn, nó đặc hết mà. Đó. Hôm nay quay cái này là kỹ lắm rồi nha. Hôm nay nó cũng đặc luôn. Nhưng mà cái đầu nó bị tuột nhẹ rồi. Yeah. Tại vì có một thời gian khách nó bỏ vô phong xanh đó, nên là nó bị tuột nhẹ. À vậy hả. Bây giờ mình sẽ làm một cái đoạn này, mình quay hết cái vàng bối này cho cô chú anh chị xem tổng thể đi. Rồi mình không quay ở trên ha. Rồi thì ở đây bé này là 4.5 nha. Đó. Còn bé ở đây nãy anh Đạt nói bao nhiêu ta? 3.7. 3.7 nha. Đó, nó hơi bé hơn xíu. Nhưng mà cô chú anh chị thấy cái dãy của nó leo nè, hầu như là muốn full đặt hay luôn rồi cô chú anh chị ha. Về cô chú anh chị nào mà. Nhưng mà cái size này tốt nhất cô chú anh chị muốn giữ màu thì mình form tiếp đi ha. Form lâu lâu xíu cho nó lên tầm size 3 mấy đi rồi mình bỏ form cũng được. Nhưng mà cái size đó thì nó cũng chưa có giữ màu tuyệt đối đâu. Dòng bối này cô chú anh chị chơi muốn giữ màu là mình phải form đánh đèn cho giữ vào nha. Rồi tiếp tục qua cái hồ số 11 nè. Hai con này là 4 số 9 Blue Bay. Rồi. Nó nhìn lại thấy tím riệm. 4 số 9 Blue Bay nè. Em mình mé tay trái. Hồ số 11 cô chú anh chị nha. Đó. Mắt môi kích rịch nha, chỉnh kỹ nha. Mấy con này là full chai nhuyễn á. Chai là kín luôn á. Đó, chai là kín rịch. Cô chú anh chị thấy cái đuôi rồi mình quay nãy giờ mình cũng không có để ý cái chai đuôi của nó nữa cô chú anh chị. Chai đuôi là chai đuôi kính luôn nha. Đó, nó có cánh tím rất là đẹp cô chú anh chị nha. Cái bé bên đây nè, bé bên đây là cánh tím nó rất là nhiều nha. Full chai đuôi luôn. Ảnh nói 4 số mà mình thấy là nó full chai đuôi luôn nè cô chú anh chị nè. Full chai đuôi với lại lưng cũng lột gần hết rồi đó. Dạ, full kính luôn nè. Lưng cũng lên hàng lưng luôn rồi nè. Đầu quay cái lưng cho cô chú anh chị xem nè. Đầu là lên hoa thị, còn lưng là gần full. Cái bé bên đây nó có cánh tím rất là đẹp cô chú anh chị nè. Đó. Còn con bên này cũng ánh tím luôn nè, à. Đầu nó hoa thị rồi, lưng lộn gần sạch rồi. Rồi, thì hôm nay em quay kỹ của chú anh chị xem ha. Tại vì cái video trước của chú anh chị rất là thích những cái dòng 4 số của chú anh chị lấy rất là nhiều. Đó, hiện tại ở đây thì cũng còn vài bé, mình quay kỹ cho cô chú anh chị xem nè. Con cá này rất là dạng của chú anh chị ha, đó. Thì đồng nghĩa nó rất là sung, nó ăn mạnh nha. Mấy con này là thuần ăn hết rồi, rất là sung. Thì cô chú anh chị thấy nè, phần cá là nhóc hết trơn nha, chứ không phải là cá mà nó không ăn, cá nó ăn đầy đủ nó mới đi phân được kiểu này đó. Thì hai em này là cũng hai em này là 4.5 hả anh? Không, hai em này là 2.9 thôi. 2.9 hả? Đúng rồi, bốn số mà. Ôi lúa mềm dữ vậy. 2.9 hồi nãy giờ mình nghĩ là nó giống như cái em bên đó 4.5 của chú anh chị. Hai bé này là mỗi bé chỉ có 2.9 thôi cô chú anh chị ơi. Cái bé bên này là Blue Bay mà có cái màu tím tím rất là đẹp nha. Không lẽ về mình set up mình chia sẻ với anh cái em cá này về chơi biết nữa. Cái cá này rất là đẹp nè. Cái đó là về mình tính lại ha. Bây giờ thì ở tiệm chỉ còn cỡ 6 con này thôi. À. Rồi tiếp tục cái hồ bên này hồ. 4 con này đều là 4.5 hết. Nó toàn bộ là full hết á. Đó thì bốn bé này, hai bé này thì cũng 4.5, nhưng mà cái bé này mình đã thấy chữ đã cọc rồi thì chắc có lẽ anh Đạt ảnh đã giữ cọc cho anh khách nào rồi ha. Hiện tại thì cái hồ số 10 này thì còn một bé bên tay phải nè, thì đuôi nói chung là nó nhảy qua nhảy lại, nó cắn lộn với nhau á, cho nên là cái này là không phải nhảy đâu anh, cái này là bắt vô hồ form lên. À tức là ví dụ như cái ở đây mà con nào mà bay rồi á là em sẽ chuyển vô hồ form lên. À. Thì chuyển nuôi hồ form là nuôi bầy thì chắc chắn là đuôi nó sẽ bị tơ. Chứ không thể nào mà không tơ thì cứ chuyển lên một thời gian là tự động đuôi nó ra lại tiếp à. Thì ra là cái bầy này mà cái đợt em quay đợt trước là anh form nguyên bầy trong kia đó đúng không? Đúng rồi là em chuyển lên bớt rồi đó. Rồi. Em chuyển lên rồi đó. Thầy con thì khi nào mà nó đạt đủ nè. Cái độ chín đầu nó leo với lại lưng nó leo hết rồi thì em sẽ lựa con nào đẹp em chuyển lên. À, cái bầy đợt rồi mình quay cho cô chú anh chị xem ảnh full
ảnh gom nguyên một bầy ở trong kia là anh đem ra đây, bởi vì nó bị cái đuôi nó đang lành ra lại hết nè cô chú anh chị. Cá mà bị rách đuôi rách ghen, cái này là rách đuôi ghen là bao 100% ra nó ra lại hết à, bình thường cá lớn cá nhỏ gì nó cũng ra lại hết à. Mối chủ yếu là coi chạy đuôi với coi ảnh kim thôi, chứ còn đuôi khi nào mà bị gãy mới sợ, còn tư là ra hết bình thường. Rồi thì bé bên đây thì mình cũng đã thấy chữ đã cọc rồi thôi ha, mình chỉ quay lia sơ của chị xem thôi. Ở trong đây cũng là hai bé hồ số 9 nè, cũng full luôn à, cũng 4.5 một bé của chú anh chị nha. Mình thấy là hầu như là nó full đặt đầu hết trơn luôn rồi, có như vậy nó full đặt luôn cái đầu rồi chứ con trong này lục còn cái lưng nữa nha. Con trong này lục khủng hơn rồi. À cái con đó mình thấy cánh kim nó sáng hơn, hầu như là nó đặt hết 100% nó luôn. Đặt cái đầu luôn á, nó đặt cái đầu luôn rồi. À, cái nào ở trong đó mình quay không có kỹ được, cô chú anh chị xem ha. Anh ngồi lên trên đây nè, anh ngồi lên trên đây anh đi cái máy xuống. Rồi được anh, được rồi. Đó cô chú anh chị thấy ha. Đó cái ánh kim của cái bé đó rất là sáng nha. Cái bé trong đó thì hầu như là nó full đặt đầu rồi cô chú anh chị. Full hết 100% luôn rồi. Đó, bé này cũng vậy luôn. Bắt môi hít rịch cô chú anh chị nha, chỉnh chỉ nha. Còn nhiều anh chị vô xem mà nói những cái bé cá mà nó không có được đẹp hay là nó không có chuẩn chỉ thì cái đó còn tùy theo cô chú anh chị nữa nha, mỗi người mỗi ý. Rồi thì cái dàn bối 4 số với là 24k gì đó mình cũng đã quay cho cô chú anh chị xem rồi. Sẵn đây mình còn thêm hai dàn hồ huyết long nữa, cũng có lúa hết trơn rồi, mình cập nhật cô chú anh chị xem luôn nhanh nhanh nha, video nó cũng hơi dài rồi. Thì hồ này là hồ số 8 nè cô chú anh chị. À, hồ số 8 này thì cũng có hai bé nha. Bé bên tay phải á, là 17 củ. Đó nó có cái gù. Nó có cái gù của chú anh chị nha. Đó 17 củ nha cô chú anh chị. Ở bên bé tay trái á, là 24 củ của chú anh chị nha. Bé này thì chắc size tầm 30 không anh Đạt? Có 30 á anh, có 30 á. À. Con nói là sọt á. Cái con này ba đuôi to của chú anh chị nha, nó rất là ngắn nha, con này là sọt nha, 24 củ nha cô chú anh chị, con số 8 nha. Cô chú anh chị mà cảm thấy thích cái bé nào á thì cứ bấm dừng màn hình lại, chụp màn hình rồi kết bạn với anh Đạt á, bạn Zalo hay là mình gọi trực tiếp cho anh Đạt đi, mình nói là cái hồ số 8 đó thì kết bạn với ảnh mình xin cái video cụ thể hơn cái bé cá bên bé tay trái hay là tay phải hồ số 8 gì đó thì cứ nhắn tin cho ảnh nha, anh sẽ báo quay trực tiếp cô chú anh chị rõ hơn. Rồi thì đây là cái hồ số 4 nha cô chú anh chị, mình quay nói chung là nó lộn xộn hết trơn à, cô chú anh chị cứ xem kỹ kỹ đi rồi bắt đầu chụp màn hình lại nha. Hồ số 4 này thì cũng có hai bé nè, thì 6 củ 5 một bé cô chú anh chị nha. Size này thì size to rồi, bé ở đây size to rồi thì cũng tầm 28 30 ba mấy luôn á cô chú anh chị. Các em bên đây chắc trên 30 quá, mình thấy nó dài nó to lắm. Rồi 6 củ 5 một bé nè, ba đuôi to nha, mình thấy bé nào cũng ba đuôi to hết nha. Đó càng thì càng dài hạ nè. Rồi hồ số 4 6 củ 5. Mấy con này là bây giờ là sung ghê lắm, đuôi càng khủng. Mấy cái con mà huyết ở trên này là đuôi càng khủng. Nói chung là mấy cái bé này thì anh đã thuần nó như nó dạng gì lắm dạng này cô chú chị. Con này thì em đang tanh ninh luôn, màu ghê lắm, màu để lên rồi cái lồng vảy nó tím rịm. Cái con này là sọt của anh này, super sọt. Super sọt. Đấy, super sọt cô chú anh chị nha, nó đang cái má nó cũng đã lên cam cam rồi nè cô chú anh chị nè. Trời ơi. Rất là sung cô chú anh chị nha, hôm nay mình quay á mình không có thấy bé nào nhát hết trơn á cô chú anh chị. Cái lồng vảy con này là nó tím hết rồi luôn, là mai mốt con này màu tốt ghê lắm. Cái bé này mà về cô chú anh chị mà đi cái đèn lên tầm cỡ tháng nữa là thôi rồi, không có chê chỗ nào nữa. Cái bé hộ số 7 này là lúa nó nhiều nha anh Đạt? 35 à. 35 củ cô chú anh chị nha, tại vì ở đây mình thấy chưa có một con nữa, chưa có một con nữa nhưng mà tại vì con này em bắt vô trong rồi nên là quên lộ cái này ra. Rồi thì bé này là 35 củ của chú anh chị nha. Đó, super sọt nha, đang đánh đèn này cái má nó lên cam luôn rồi nè.
Bé này thì cái size nó tầm khoảng 26, 28 gì đó cô chú anh chị. Biết tới không? Thì chắc tầm đó nha. Chứ nó không lọt dưới size 25 đâu. Rồi, tiếp tục cái hồ số 3 ở trên nè. Mấy con trên này thì siêu sung. Mấy bé trên này là người sợ nó chứ nó bây giờ nó không có sợ người nữa cô chú anh chị ơi. Cái này giục mồi vô là đớp à. Thì cá ăn uống thì cô chú anh chị thấy nó đi phân nè ha. Nó đi phân nhiều thì cô chú anh chị biết là cá nó ăn sung rồi. Mấy em này rồi. Thì là huyết đuôi càng. Đuôi to ghê lắm. Thì hộ số 3 này hai bé của chú anh chị ha. Mỗi bé là 6 của 5 một bé của chú anh chị nha. Đó, 6 của 5 bé nha. Cô chú anh chị có cần thêm chi tiết gì nữa thì cứ gọi trực tiếp cho anh Đạt nha. Mình để số điện thoại của anh Đạt ở góc trái màn hình dưới á. Đó, cô chú anh chị xem. Rồi cứ alo trực tiếp cho anh Đạt để ảnh tư vấn cô chú anh chị kỹ hơn nha. Rồi tiếp tục tới hồ số 6 nè cô chú anh chị. Hồ số 6 này cũng có hai bé nè. Hai em này là đang là lỗi là hai em này là em đang để rỉ nè. À, em này là đánh nhau gãy đuôi là để ra lại rồi. Nhưng mà nó bị cong. Nó bị cong nhẹ. Thì con này em đang sẽ là 17. 17 chấm ha. Đúng rồi. Còn 17. Con này thì nó bị cục râu. Cục râu thì nếu mà sẽ nhanh thì em sẽ con này là 26. Rồi, con này là phe phu, này là kinh sọt. Thì cái lúa đợt trước á là lúa cũ là 30 nhưng mà bây giờ là anh để cho cô chú anh chị là cái lúa mềm luôn là còn 26 thôi. Là anh em về cho dưỡng cho nó ra râu lại. Thì nói chung là nó còn cái gốc cho nên là mình cứ về dưỡng nha, nó sẽ ra lại bình thường thôi. Em này thì màu nó cũng đã lên rồi còn này là phe phu á. Nãy anh kêu phe phu lông đó. Dạ. Này thì gãy nhẹ thôi chứ không có mạnh. Gãy nhẹ thôi. Má nó đã lên cam cam rồi cô chú anh chị nha. 26 củ cho bé này của chú anh chị ha. Size tầm 34 35 gì đó của chú anh chị. Tại vì cái kem này là to rồi, size lớn rồi. Nói. Rồi thì em bên này á bên bên tay trái nè. Thì bé này nãy anh đã nói là đâu có muốn vàng thì phải form chứ, phải form phải đánh điện nó mới vàng chứ. Tùy nha. Con nào nữa. Có con vàng đậm có con vàng lợt chứ phải con nào nó cũng như con mèo đâu. Mình vô cái hồ số 5 nữa của chú anh chị ha. Video này nó hơi dài của chú anh chị. Cái đó để nào rảnh thì nói chuyện. Giờ tôi đang quay YouTube video nha. Để xem là mình có thích hợp chơi những cái bé cá nào. Ở đây là cái hồ số 5 này mình thấy có một dùng bé Similong hoặc là mây dính. Size này nó to của chú anh chị ha. Đó. Similong một cây thôi được rồi. Luôn. Đánh một cây thôi, trắng vàng. Similong là trắng vàng rồi. Thì nó đã lên rồi của chú anh chị. Đó, cái má nó đã lên cam lè luôn rồi ha. Đỏ lè luôn rồi, nó đỏ luôn rồi chứ không phải là nó cam nữa cô chú anh chị ơi. Thì bé này á, ảnh để cái lúa là 36 củ của chú, đó 39 củ của chú anh chị nha. 39 củ nha. Hồ số 5 nha. Mình quay từ từ chậm chậm để cô chú anh chị xem cho kỹ hơn. Thì cũng như là mình muốn tìm cá hay gì đó. Em này thì cái càng của nó hạ phải nói là hạ thẳng luôn á cô chú anh chị đây nè. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Hạ thẳng luôn nha. Sung cực kỳ sung luôn. Mình quay cá máy mà em nó không có sợ luôn nè. Rồi. Alo. Hồ số 1. Thì hồ số 1 ở đây là có hai bé nữa của chú anh chị nha. Ba đuôi to. Chị đây, chị nắm đây thay nước như bữa chị đó. Chuẩn chị hết nè. Hồ ở đây thì ảnh có để cái lúa là đánh nheo không có đánh tia tre nữa, đi mua nheo đi. 5 một bé này của chú anh chị. Mua cái viên thuốc bữa tao nói mày đó. Thì mình cũng xin nhắc lại là có bao lì xì hết cho cô chú anh chị nha. Mấy cửa hàng nhỏ nó mới có bán được, cửa hàng lớn không bán. Cứ inbox trực tiếp cho anh Đạt đi. Bên này còn hai viên nè, qua lấy. Em bên mấy tay trái của hồ số 1 rồi cô chú anh chị. Tao thấy nó bị nắm nhẹ. 6 củ 5 nè. Để con quay clip đây lô lại. Tay phải nè. Quay kỹ luôn. Số 1 luôn. Quay vô quay cho đi. Ba đuôi to càng dài mắt môi phải trịch nha cô chú anh chị. Rồi. Thì đây là những cái em chép sư tử ông nội ông ngoại luôn. Mình cũng đã quay cho cô chú anh chị xem rồi ha. Mấy con này giờ dạng ghê lắm. Ừ. Đi không nổi. Tay luôn. Là bu lại à. Vô vô nè, con đầu lân là bữa nè. Thì trong đây là có con em đầu lân này là khủng nhất nè cô chú anh chị. Phải nói là
em này mà tết múa một cái lọc clip vô đầy nhà luôn chứ không nói gì nữa chứ. Bây giờ để lên cái bu lại à? Năm em, ủa hôm bữa là năm em hay là sáu em đặt? Bữa là năm năm à? Hôm bữa năm hả? Năm con này em tính để chơi chứ em thôi, nhưng mà anh em còn hỏi thì em chia lại bớt thôi chứ còn. Nói chung là cái này là đam mê của anh Đạt, cô chú anh chị nha. Không có nhất thiết là cần bay. Anh Đạt anh để chân tiệm. Nó thật ra là không cần rồng đâu. Mình chỉ cần một bé trong này thôi là mình thấy phê rồi, đủ phê rồi. Chứ đừng nói là rồng chi mất công. Rất là to. Cô chú anh chị mà đi qua đây xem rồi, cô chú anh chị biết. Phải nói chứ nó múa còn hơn là công chúa nữa. Rồi sẵn đây mình quay cái bé huyết là bá lửa trên này, cô chú anh chị xem luôn nè ha. Này, mới về con này là sọt size 62 số B đó, gần số 5. Nói chung là cái bé này nó rất là to cô chú anh chị, chắc nó mình nghĩ nó tầm khoảng size 65 quá. Các bạn nó rất là cao nha, sọt chuẩn hết luôn. Size 6 mấy mà hầu như là nó chuẩn chỉ hết luôn cô chú anh chị ơi. Coi nè, cái cặp càng của nó phải nói chứ. Con này là tem hoa khít luôn. Đã thiệt luôn á, ba đuôi của nó rất là to. Trời ơi, phê quá. Cái bé bối của ở nhà mình mà phải chi mà nó cái màu đỏ giống gì. Đây có những bé sam nữa nè cô chú anh chị. Mấy cái bé sam này mình quay cái máy lên mình mới thấy nha, chứ còn mình đứng ở dưới là mình cũng không thấy mấy bé sam này luôn. Khi mà nó bơi lên nó mình mới thấy. Có một cặp đẹp lắm, Super White, có một cặp Super White Hybrid. Cái cặp trắng trắng đó anh. Đúng rồi. Con này là con đực, con này là con mái. Vậy là con đực cá luôn hả? Super White con này cái vân nó khủng ghê lắm, đậm. Cô chú anh chị thấy nè. Thì từ lúc mà cái dòng sam này khi mà nó sinh sản được thì mình chăm tầm cỡ khoảng bao nhiêu nó mới sinh sản được anh Đạt? Phải cỡ 50 trở lên. Sai phải 50 ha. Đúng rồi. Đây là Super Wild Hybrid. Mấy con này trắng bóc mà cái vân nó mà vô cái đèn đỏ đánh lên đậm ghê lắm. Đẹp quá. Thì ở sao mình còn thì cũng còn huyết sọt với lại huyết đuôi kèn sẽ lớn thôi. Rồi sẵn đây mình đi vô mình quay cập nhật cô chú anh chị xem hết luôn nha. Rồi còn những dòng gì mình sẽ cập nhật hết luôn. Ở trong đây thì cũng còn nhiều, khá nhiều của chú anh chị nha. Trong đây dòng sọt nó nhỏ nhiều lắm nha. Đó. Rồi mình bắt đầu từ cái hồ này đi. Hồ này thì hồ số 22 nè. Thì ở đây có 4 bé. 1, 2, 3, 4 bé của chú anh chị ha. Đây, 4 bé này cũng sọt hết nè. Ở trong đây thì size nó tầm khoảng bao nhiêu anh Đạt? Cũng như ở ngoài đó, 16, 17 đó. Con này thì hơi nhỏ. Con này có 12. Thì những bé trong này là anh để cái lúa cho giống như ngoại luôn đi. Cũng giống như ngoại luôn ha. Đúng rồi. Tầm con nào mà em đánh dấu á, tức là để 19, còn con nào mà không đánh dấu là để 16. Thì bé này là 19 cũ nè của chú anh chị, còn sọt cực kỳ ngắn nha. Còn bé bên đây á là 16 cũ nha. Nó đẩy xịp nó kiếm mồi nè, cá nó khỏe hết của chú anh chị nha, sọt cực ngắn luôn nè. Thì bé lên này cũng 16 củ luôn nè của chú anh chị, nó bơi vô trong mà của chú anh chị thấy không rõ nha. Đó, 16 củ ha, bé trong đây cũng 16 củ luôn nè. Cái càng nó cong dài rất là đẹp nha. Rồi mình qua tiếp cái hồ số 23. Hồ số 23 này thì cũng sọt luôn nè của chú anh chị. Tại vì ảnh là tới 50 mấy bé rồi thì rất là nhiều. Đó, để một hồ 3-4 bé luôn. Trong đây mấy em này thì cũng 16 củ một bé của chú anh chị nha. Rồi mình quay ban đêm cho nên là nó không được có rõ lắm. Rồi chú anh chị quan tâm thì cứ qua đây nha, tới chỗ anh Đạt mình xem cho kỹ hơn của chú anh chị nha. 16 củ một bé. Rồi thì
Tiếp tục cái hồn số 24 này cũng sọt hết nè cô chú anh chị. Cái em số 1 ở hồn số 24 này á, là 16 củ nha. Đó, mấy bé mà nó bơi ra gần gần mình quay nó rõ hơn. Còn cái bé này á, là 19 củ nè cô chú anh chị. Anh có đánh dấu ha, thì cái bé này nó sức bơi sọt luôn cô chú anh chị ơi, cái lưng cái gù của nó rất là cao nha. 19 củ bé này nha. Rồi tiếp tục bé này thì cũng 16 củ luôn. Đó, 16 củ luôn ha. Sọt rất là ngắn nha. Nó sọt rất là ngắn. Rồi bên đây thì cũng 16 củ luôn nè cô chú anh chị. Thì size tầm 16 18 nha cô chú anh chị nha. Thì nó tầm tầm cỡ đó nha, 16 18 nha, chứ nó cũng không có dưới đâu. Tại vì khi mà anh Đạt lấy về size nó cũng phải to to rồi thì anh mới lấy về chia sẻ cho cô chú anh chị chơi. Thôi để mình coi hết rồi trong đây. Cái hồ form bên này thì giờ ít ké rồi, tại bắt ra ngoài đi bớt rồi. Đây chung là bên này là bài cửu long rồi. 9 con. Wow. 9 con super sọt. Cũng như là nhiều quá rồi. Anh bây giờ anh còn để trong đây chung để từ từ mình mới phân ra, mình mới chính con ra. Này là size nó nhỏ này, em đang ôm lên à. Thì nếu mà ra thì 16 chấm một con à. Size nhỏ 16. Nhưng mà nếu mà khách nào mà muốn bỏ hết 9 con để lấy để chơi cửu long á thì sẽ còn 13 chấm một con. Rồi ok, là giảm 3 chấm một con luôn. Đúng rồi, nếu mà khách lấy hết à. Lấy hết bài cô chú anh chị mà hút hết bài một bài này á là anh giảm cho một bé tới 3 củ lần cô chú anh chị nha. Đó, hít sọt không mà cô chú anh chị nguyên một bài là hít sọt không luôn nè. Hắn ngủng luôn, ảnh về nguyên luôn, hít sọt không à. Cái con này ngắn ghê lắm. Cũng ăn uống rồi, ăn cái lóc nhỏ. Dạ. Lòng rồng nhí. Rồi thì ở dưới này thì bên đây là ké, mấy con này là ké thu của khách à. Ké thu lại mấy bé này thì giao lưu của khách cô chú anh chị mối quyết giờ tùm lum hết. Như hai này là quyết này, này quyết này là thu quyết sọt của khách. Nếu mà ra con này thì ra 18 chấm. Dạ 18 chấm ha, quyết sọt ha, sọt đu kèn. Con này là 6.5, con này là quyết phần trắng, con bên kia là 6.9. Ok, nó cũng là huyết luôn mà nó lên màu nữa rồi. Cái bé bên đây size chắc tầm khoảng 30 ba mấy hả anh? 32 á. Ờ 32. 32 của chú anh chị ha, bé nó này to lắm, bé này to hơn rồi. Còn bé nhỏ nhỏ này tôi anh này là bối. À này bối. Là bối 2 bách. Super 2 bách không? Đúng rồi, super 2 bách đó, nó là 24 ke đó. Con này thì 1.9 thôi. À. Một củ 9 bé này của chú anh chị nha, cô chú anh chị tìm cá lúa mềm thì đây bé này đẹp nha, ba đuôi to nha, 1.9 nha, mắt môi chuẩn chỉ luôn nè. Để em lấy cái điện em mở à. Đó, bé này là super 2 bách nè cô chú anh chị, 1.9 nè. Đó, mắt môi chuẩn chỉ, ba đuôi to nè. Đó, anh cô chú anh chị nào mà lúa yếu mềm thì mình lấy cái dòng này về chơi vẫn đẹp bình thường nha, về cho ăn mập mập lên là đẹp bình thường nha. Đó. Mồi chuẩn chỉ nè. Cô chú anh chị thấy cái đuôi của nó xè ghê không? Cái càng của nó cong ghê không? Con Super 22 bách thì mình chơi thiên về body hơn. Body đẹp á. Body đẹp. Body chiến. Rồi một củ chín cho bé này cô chú anh chị nha. Rồi, mình sẽ lướt nhanh xíu ha. Video cũng hơi dài, video này 40-50 phút luôn rồi. Thì mình cập nhật cho kỹ cô chú anh chị xem. Thì trên này là có một con thu lại của khách, con này bối full nè. Bối full. Con này cũng 4.5. Dạ 4.5 ha, size này thì tầm 28-30 cô chú anh chị. Đúng rồi, còn mấy này là huyết nhí hết. Huyết nhí thì bán đều 4.5 hết. Rồi 4.5 một bé hết cô chú anh chị nha, mấy em huyết nè. Có con này là khách chốt rồi. À khách này là cái bé này là khách chốt rồi. À con huyết nhí là khách chốt rồi. Còn bên này là bao này là 4.5 á, còn phụng này thì phụng sơ mi đợt này em giảm giá còn 9 xị. Rồi 9 xị một bé phi phụng cô chú anh chị nha.
Body này cũng bản keo á, cũng nem phi, đuôi đỏ. Rồi còn bên này là có con này là khách gửi phẫu thuật, khách gửi làm mắt giùm. Rồi ok, thì đây mình con này là 24k, con này cũng là 1.9 nè. Cái cam này là size tầm khoảng ha, chắc cũng có 28 á, 28-30, 28-30 rồi ha. 1.9 nè của chú anh chị. Cũng super high bass đó. Body đẹp ha, body to này. Rồi, tiếp tục em bên đây là huyết. Đây là huyết đuôi càng size 35. 35-37 á. Đuôi càng size 35-37. Màu mè rồi, lên hết rồi, lên viền rồi, lên má rồi. Đuôi là đỏ hết của chú anh chị. Thì bé này lúa bao nhiêu vậy anh Đặng? Này là 7.5 á. 7.5 bé này của chú anh chị nha. Rồi tiếp tục tới bé này 7.5 luôn. Bé này cũng 7.5 luôn. Đuôi, nói chung hai con này đuôi càng ghê lắm. Đuôi to. Cái bé bên đây mình thấy cái đuôi nó to khủng khiếp mà của chú. Hầu như hai bé này 7.5, mình thấy hai cái đuôi của hai con này là nó rất là to nha. Nó to tới nỗi mà nó không bung ra hết luôn á, cô chú anh chị biết rồi. Càng trong với lại ngăn hồ nó hơi nhỏ nên là nó không có căng. Đúng rồi. Chứ còn để một con một hồ mà như này là căng ghê lắm. Đưa mấy con này to ghê lắm. Rồi thì cũng có lúa cho cô chú chị hết rồi ha. Thì hiện tại giờ ở dưới này thì cũng còn hai hồ ngân Abido. Thì cái lúa thì nó cũng giống như lúc trước thôi. Đó, cô chú anh chị chơi thì cứ tới đây tham khảo cô chú anh chị nha. Em cũng đã cập nhật hết trơn rồi. Đó, thì cái bầy mà 10 bé đợt trước em lấy của cái hồ này á rất là đông, nhưng mà hiện tại thì anh Đạt cũng đã bay cũng muốn gần hết nè cô chú anh chị, trong đây chắc cũng còn vài chục bé thôi. Hôm bữa mình bắt mình lên chia sẻ thì tầm anh Đạt nói là tầm 400 bé rồi. Bữa nay là đã trống rất là nhiều của chú anh chị nè. Rồi ok, thì em cũng đã cập nhật hết cho cô chú anh chị xem rồi ha. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Cô chú anh chị mà muốn lấy cá chia sẻ cá của anh Đạt về chơi á thì cô chú anh chị cứ tới đây cứ gọi điện cho anh Đạt trước ha, rồi mà mình chạy qua mình xem cá cô chú anh chị nha. Tết mới tới nơi rồi, bây giờ mình lấy cá về á mình chăm sóc từ từ được rồi cô chú anh chị. Tầm 30 ngày 40 ngày nữa thì cá mình nó quen nước quen hồ rồi, nó bung xè lên thì nó sẽ rất là đẹp cô chú anh chị ha. Rồi em cũng cảm ơn anh Đạt đã cho em cập nhật cho cô chú anh chị xem tiệm cá của mình ha. Chúc anh Đạt nhiều sức khỏe anh Đạt nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị. Bye bye, hẹn gặp cô chú anh chị những cái video sau nha.